nằm trong các hoạt động thể thao thường niên của tập đoàn từ ngày 6 đến ngày 8 tại nhà thi đấu Công ty Than Núi Béo và Công ty Than Hà Tu. Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng Sản Việt Nam đã tổ chức giải bóng chuyền phong trào TKV năm 2017. Tham dự giải năm nay có hơn 200 nam nữ vận động viên với 15 đội bóng chuyền đến từ các tổng công ty, các đơn vị trực thuộc tập đoàn, trong đó có 10 đội nam phong trào, 3 đội nam mạnh và 2 đội nữ phong trào. Các đội nam phong trào được chia làm 3 bảng thi đấu để tuyển chọn 4 đội vào chung kết. Các đội nam mạnh và đội nữ thi đấu vòng tròn để xếp hạng. Công ty Than Nam Mẫu có 2 đội bóng nam và nữ tham dự giải. Với sự quyết tâm cao, 3 ngày thi đấu sôi nổi, 2 đội bóng của công ty đều giành cúp vô địch hạng phong trào. Ban tổ chức cũng trao các giải cá nhân cho các vận động viên xuất sắc. Vận động viên Tạ Ngọc Diệu và Bùi Thị Hằng của Công ty Than Nam Mẫu đoạt giải vận động viên tấn công xuất sắc. Vận động viên Lưu Thị Thủy, truyền hai xuất sắc. Vận động viên Nguyễn Thị Thu của Than Nam Mẫu đạt giải vận động viên cao tuổi nhất giải.